Bà này bà giỏi, bà đi thuyết trình, bà đi giảng dạy thôi. Là chủ với Hùng Khương đó em biết không? Kiểu như là cửa hàng bán đồ á, ở đường Bát Tơ á, nó hồi xưa giờ mà. Chỉ có một mình vậy chưa ăn hả? Ta nói quá mà. Vậy vui lắm. Xây đàn. Không, mình phải rước cho em. Phải học hỏi từ ta đó chứ. Nếu mà có cái quả chứ. Nhiều người họ rất là kỹ, nhưng mà họ cũng chuyên về bên nó là họ kỹ lắm. À, chị kêu bữa nào chị qua chị tìm. Dạ, bà đi vừa rồi bà lên truyền hình luôn á, bà lên kiểu như giống chị mấy đợt trước vậy đi thôi. Thật ra cái này nó đâu cần phải bằng cấp nhiều đâu, chủ yếu là hiệu quả, chứ còn mà bằng cấp cho cố vô mà không hiệu quả công chừng nữa. Dạ thiệt. Kinh nghiệm đó chị nào Thì đó là có kinh nghiệm đó, thì bà mới nói đó chứ. Nhìn đây mà cũng không nhiều lắm này. Được 5 phút chưa? Chuẩn bị gì? 59. Nãy tới nhiều.
gia vị đá bông, nước muối. Đồng. Em vô không vô bài bút được luôn á. Không vô bài bút được mà đăng hình được. Lâu lâu mới tin được chị đó chị. Đăng phát rồi mai kiểm tra tin rồi. Về vui không? À về răng rồi. Về nó rồi. Về ra luôn à? Về à? Ừ. Ủa rồi em đi ra với với lại em thôi à? Về có gì vui không? Ấy là đi ăn đi uống nhà này nhà kia chứ kìa. Đi ăn. Ăn xong rồi phát cho bà. Ăn thì ít mà rửa thì nhiều. Chị thấy đi chơi thì được chứ đi về quê là không mày thế. Hôm qua cũng ăn uống các thứ soạn từ 8 đến sáng 12 giờ. Soạn xong 2 giờ soạn quần áo các thứ để đi cho ngày em nữa. Thì đánh chất. Chứ nghĩ lại nấu với ngày em. Xong ăn trong xe đến đón rồi hết rồi. Mau em răng rồi. Trang chị Trang bị khô khan quá đó. Thế em chọc bà mấy bên kia lông mày bà hay ngang á. Em kêu ngang những người tính răng lông mày rửa. Chị đang nói là hắn làm nghề này là hắn thay đổi hắn bớt á. Chứ còn mà thì uống thuốc nó chắc nó hết vật rồi. Không hết rồi. Nhưng mà mụn cũng được. Cũng vàng vàng.